Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh Món Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em vào bếp để làm một món chay nhanh gọn đơn giản luôn nha. Đó chính là nấm xào rau răm. Nấm thì dai dai, khi ăn thì thơm mùi rau răm và đậu phộng. Vị thì mặn mặn, ngọt ngọt, ăn chung với cơm thì ngon lắm luôn á. Nguyên liệu thì rất là dễ mua, quý cô bác chỉ cần có nấm bào ngư, đậu phộng và rau răm là được rồi. Nếu quý cô bác thấy thích món này thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em nha. Bây giờ em sẽ nhờ con gái đi hái nấm. Nấm trồng nhà, trọng lấy quay vậy mà nó lên hoài luôn á quý cô bác ơi. Xem nè, ngon ghê chưa. Bây giờ thì quý cô bác vào bếp cùng làm với em nha. Ở đây em có 300g nấm bào ngư. Nấm bào ngư vừa hái xong em mang đi rửa sạch và để cho nó ráo nước. Ngoài ra thì quý cô bác có thể dùng nấm kim châm cũng được nữa ạ. Cần thêm một ít rau răm, tùy theo khẩu vị dùng nhiều hay ít đều được ạ. Nửa muỗng canh đậu phộng rang, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm chay. Cần thêm một ít nước mắm chay và dầu ăn nữa. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Bây giờ thì em làm nha. Đầu tiên, nấm sau khi rửa sạch thì em vắt cho thật khô nước. Sau đó thì mang đi xé nhỏ cho vừa ăn. Em vắt khô nước để khi chiên nó không có bị bắn dầu. Xé nấm xong thì quý cô bác chuẩn bị cho em một ít dầu nóng. Sau đó thì cho nấm vào và chiên cho nó hơi vàng. Chiên chỉ hơi vàng thôi nha quý cô bác. Chiên vàng để cho nấm nó dai. Nấm chỉ vàng xém cạnh như thế này là em vớt ra nè. Để vàng nhiều thì nấm nó sẽ khô lắm. Trút dầu ra cái chén, sau đó thì cho nấm vào trở lại. Tiếp theo là nêm gia vị, gồm đường, hạt nêm chay và nước mắm chay. Nước mắm chay thì quý cô bác nêm theo khẩu vị của mình. Thích ăn mặn thì mình nêm nhiều một chút, thích ăn lạt thì nêm ít thôi. Đối với 300g nấm thì em sử dụng một muỗng cà phê nước mắm chay thôi ạ. Đảo đều cho nấm thấm gia vị, sau đó thì cho vào đây rau răm cắt nhỏ và đậu phộng rang giã nát. Đảo đều phần rau răm, đậu phộng và nấm trên lửa khoảng 1 phút là tắt bếp. Nấm xào như thế này, ăn vừa dai vừa ngọt. Mùi của nó thì thơm rau răm và đậu phộng. Khi ăn thì vị mặn mặn ngọt ngọt nữa. Quý cô bác ăn cùng với cơm nè, hoặc là cho vào bánh mì thì một ít rau dưa nước tương ăn cũng rất ngon. Món này làm siêu đơn giản luôn phải không quý cô bác? Em xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật ngon miệng nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau ạ. Rất cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã theo dõi video của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.